vận may kéo đến ngập tràn. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được thần tài trực tiếp theo chân. Bàn lộc từ đầu cho tới cuối tháng 3 năm 2023 âm lịch, tiền vàng chật két. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương đã trở lại, đồng hành cùng Đại Phú Quý trong chuyên mục tử vi tháng của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, mỗi một tháng trôi qua, chẳng phải chúng ta đều tự hỏi bản thân mình rằng là đã làm được những gì, đã cố gắng, nỗ lực và cống hiến được những gì cho xã hội để nhận được kết quả như hiện tại. Tại sao có những tháng lại có nhiều người thành công, tiền bạc nhiều đến như vậy? Sao ta nỗ lực và cố gắng rất nhiều mà tiền lại chẳng có là bao nhiêu? Tất cả điều đó đều có lý do đằng sau. Không ai cho không ai cái gì bao giờ. Không phải ai trong mỗi tháng cũng luôn gặp điều may mắn. Và những khó khăn khổ cực cũng như vậy. Khi xem tử vi chi tiết cho từng con giáp, các bậc thầy phong thủy chỉ ra rằng thời điểm tháng 3 âm lịch, tháng Bính Thìn của năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, sẽ có cơ hội đổi vận một bước lên mây. May mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp này trên mọi phương diện của cuộc sống. Giàu sang phú quý, nếu con giáp này có thể nắm bắt được vận may của mình. Vậy cụ thể như thế nào? Vận trình chi tiết về công danh, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Đinh Mùi tháng 3 âm lịch sẽ ra sao? Sức khỏe, tình duyên và gia đạo cũng sẽ chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý cô bác và anh chị hãy cùng Đại Phú Quý theo dõi nội dung chi tiết. Vận may kéo đến ngập tràn. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được thần tài trực tiếp theo chân. Bàn lộc từ đầu cho tới cuối tháng 3 năm 2023 âm lịch, tiền vàng chật két. Người tuổi Đinh Mùi được tử vi các tinh chiếu mạng, vì thế mà vận thế cuộc đời vô cùng tốt đẹp. Người này gặp rất nhiều may mắn, cũng được quý nhân phù trợ, nâng đỡ vượt qua mọi khó khăn. Người sinh năm Đinh Mùi, ngũ hành thuộc thủy, là người sinh năm 1967. Người sinh năm Đinh Mùi mang mệnh thủy, tính cách họ cũng như dòng nước êm đềm và hiền hòa, khéo léo dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ gọn gàng, song có phần ưa nhìn, hoàn mỹ thái quá, nên dù chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho mùi thủy phiền não, suy nghĩ không thôi. Người này cần tìm cho mình bạn đời có tính cách độc lập và quyết đoán để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy không được tốt lắm về đường tài lộc, song cũng trở nên quá lo lắng. Dù điều kiện kinh tế có không được bằng người, như tất cả sẽ có quý nhân tương trợ, có một khoản tiền về tay. Ngoài ra, bản mệnh nên xem xét mua những đồ có giá trị hoặc đầu tư tiền bạc vào bất động sản, nguy cơ hao tài tốn của sẽ giảm bớt phần nào. Có một điều khá may mắn đối với con giáp này, đó là cứ mỗi cuối năm đều có một khoản tiền song sánh đón Tết. Khi gặp phải khó khăn về tài chính, bản mệnh cần nỗ lực để giải quyết vấn đề, vượt qua trở ngại thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm, giúp cho sự nghiệp tăng đà tiến bước. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tháng 3 năm 2023 âm lịch có 29 ngày, dương lịch từ ngày 20 tháng 4 năm 2023 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023. Can chi từ ngày Mậu Thân đến ngày Bính Tý, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão. Ngày hoàng đạo là ngày 6 tháng 3, ngày 16 tháng 3, ngày 19 tháng 3 và ngày 26 tháng 3 âm lịch. Ngày hắc đạo là ngày 5 tháng 3, ngày 13 tháng 3, ngày 20 tháng 3 và ngày 24 tháng 3 âm lịch. Có thể thấy rằng tháng 3 năm 2023 là một khoảng thời gian đầy triển vọng đối với người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Nhiều phương diện cuộc sống của bạn có bước cải thiện lớn lao, và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra từ trước tới nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của bạn cũng sẽ có những thành tích đáng mừng. Từ trước đến nay, nếu bạn vẫn luôn ngoan cường, chịu được nhiều khó khăn vất vả, không than vãn, không bỏ cuộc, thì tháng này bạn sẽ có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, được cất nhắc thăng chức tăng lương. Khả năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có.
Theo tử vi tháng 3 năm 2023, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 âm lịch. Trên phương diện tài lộc, sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó, ắt sẽ giúp bạn kiếm được một nguồn lợi không nhỏ. Người làm công ăn lương, tập trung vào công việc của mình, hoàn thành trọng trách mà cấp trên giao phó thì sẽ được nhận khoản tiền thưởng nóng, thậm chí có người được tăng lương. Người làm ăn kinh doanh tự tin hơn với các quyết định của mình, bạn không còn chần chừ, do dự hay quá phụ thuộc vào người nào đó nữa, nên không bị bỏ lỡ các thời cơ làm giàu. Thiên đức phù trợ, hứa hẹn sẽ khiến cho túi tiền của bạn càng sung sính hơn. Cụ thể về sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, phát triển thuận lợi, một phần là nhờ tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm dưỡng. Nếu như bạn luôn chăm chỉ, cẩn thận trong mỗi việc mình làm, thì chắc chắn bạn có thể sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, cho dù đó có là công việc bạn được tiếp xúc lần đầu đi chăng nữa. Hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và sẵn sàng chấp nhận những thách thức nhé. Đó có thể chính là thời cơ giúp bạn vươn lên một vị trí cao hơn trong tương lai. Nếu gặp vấn đề gì không hiểu, còn khó khăn, thắc mắc thì đừng ngại ngần học hỏi mọi người xung quanh. Chắc chắn tinh thần cầu tiến sẽ giúp bạn tạo thiện cảm với mọi người và chẳng ai ngại ngần giúp đỡ bạn đâu. Tháng 3 âm lịch này còn là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao. Hãy chú trọng việc giao tiếp với mọi người, bởi bạn có thể quen được với quý nhân một cách rất tình cờ. Nhận được sự yêu mến của mọi người, bạn làm việc gì cũng sẽ thấy dễ dàng, thuận lợi hơn. Không có ai ngáng trở đường công danh, đặc biệt luôn có người sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ. May mắn hơn nữa, tháng này có thiên thức cát tinh nâng đỡ, nhiều người chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức hiếm có được. Đó có thể là thành quả cho công sức lao động của bạn suốt bấy lâu nay, mà cũng có thể là một cơ duyên đến với bạn rất bất ngờ. Khi được giao cho những vị trí quan trọng hơn, bản mệnh nhớ phát huy hết những điểm mạnh của mình, khẳng định giá trị của bản thân và đừng vội hài lòng với thực tại. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, có những tiến triển dễ thấy ngay khi bước chân sang tháng 3 âm lịch này. Dù là người làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, như đã phân tích ở trên, những thành tích bạn gặt hái được trong công việc là nguyên nhân chính giúp tài vận của bạn tiến triển đi lên. Chẳng ai lại không muốn giữ chân bạn, một nhân viên xuất sắc bằng những phần thưởng mà bạn xứng đáng có được. Với người làm ăn kinh doanh, những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác mang lại nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất hoặc buôn bán. Chỉ cần bạn nắm bắt thông tin nhanh nhạy, không bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc, thì nhiều khả năng bạn sẽ kiếm được một khoản song danh, chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Lại thêm thiên đức cát tinh chiếu mệnh, đôi khi cơ hội tự đến với bản mệnh mà không cần bạn phải bon chen, giành giật một chút nào. Hãy quý trọng cơ hội trời cho dù đó là cơ hội nhỏ bé đi chăng nữa. Bởi biết đâu, thông qua những cơ hội này, bạn lại có thể nhìn nhận ra những đường hướng phát triển mới, mang lại ảnh hưởng sâu sắc cho chính bạn và gia đình trong tương lai. Về tình duyên, tiếc rằng, theo tử vi, chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, lại không tốt đẹp được như mong đợi. Các cặp vợ chồng trở nên lạnh nhạt với nhau. Dường như ai cũng quá bận rộn với công việc của mình, nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến nửa kia nữa. Thực chất, dù bạn có làm quyền cao chức trọng hay lương cao đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng khó có thể hạnh phúc trọn vẹn nếu không cho mình một mái ấm. Vì vậy, hãy luôn nhớ trân trọng người vợ, người chồng đã và đang sẽ luôn ở bên mình. Hãy tìm cách gắn kết tình cảm bằng những hành động quan tâm, chăm sóc dù là nhỏ nhặt. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe nhìn chung là tốt trong tháng này. Người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nên tiếp tục giữ gìn lối sống khoa học, cân bằng dinh dưỡng. Có như vậy thì bạn mới có đủ tinh thần và sức lực để đối diện với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống, tiến được những bước tiến cao hơn và xa hơn. Một số người phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải cặm cụi làm việc ngày làm việc đêm. Khi cơ thể mệt mỏi
cần nghỉ ngơi ngay. Chỉ khi đầu óc minh mẫn, bạn mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 3 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi có tuần đầu tháng khá thuận lợi. Cho dù bạn làm trên lĩnh vực sự nghiệp hay kinh doanh, người làm công ăn lương có thể khẳng định được vị thế của mình và gây ấn tượng tốt với cấp trên, thậm chí đạt được cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, nếu không chú ý cách cư xử, gây mất lòng của người khác, đến cuối tuần, thương quan và tỳ kiên cho thấy công lao của bạn dễ đổ sông đổ bể. Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng. Bạn cần giữ vững phong độ này suốt cả tuần. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng sự nghiệp của bản mệnh có hung cát đan xen. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không nên quá lơ là, chủ quan trong công việc. Có thể kẻ tiểu nhân đang âm thầm tiếp cận bạn, khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối. Sao thiên đức phù trợ nên đến tận cuối tháng bạn mới gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi khá khá, bù đắp cho những sai lầm vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Đinh Mùi có khá nhiều khởi sắc do có cả thiên tài và chính tài cũng như thực thần nâng đỡ. Điều này cho thấy, dù bạn đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì, bạn cũng có thể gặt hái được cho mình những thành quả xứng đáng. Tầm nhìn xa trông rộng mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích, không chỉ ở hiện tại mà ở cả tương lai. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 âm lịch. Tuần giữa tháng, khi mọi việc ổn thỏa hơn, cũng là lúc thích hợp để người tuổi Đinh Mùi có thể tự tin bắt gặp nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập cho bản thân. Hãy mạnh dạn tìm đến những người có sức ảnh hưởng và gây sự chú ý đến họ. Giao dịch mã, chủ di chuyển, khuyến khích bản mệnh đi nhiều, biết nhiều để mở rộng mối quan hệ với mọi người. Hơn nữa, cơ hội công việc cũng vì thế mà tăng dần. Tuy nhiên, bạn nên để ý tới sức khỏe, vì việc đi lại khiến cho bạn dễ bị xuống cân hoặc dễ tăng cân lại nhanh chóng vì ăn uống thiếu khoa học. Thiên tài ghé thăm sẽ mang tới cơ hội tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần, khi bạn thể hiện được sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng nghỉ trong những việc mình làm. Không cần đợi được khen thưởng, bạn cứ làm việc bằng cái tâm thì mọi thứ sẽ tự nhiên tới. Tuần thứ tư, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 âm lịch. Thực thần chiếu mệnh, thời điểm cuối tháng là thời điểm người tuổi Đinh Mùi có vận may về tài lộc, nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những công việc hoặc hợp đồng béo bở, giúp góp phần cải thiện kinh tế trong thời buổi khó khăn này. Tuy nhiên, với những người làm công ăn lương, bạn cần chú ý hơn trong cách cư xử. Không nên chủ động gây hấn với đồng nghiệp hoặc bạn bè xung quanh. Nếu có quan điểm bất đồng, đôi bên phải giải quyết một cách thiện chí, chứ không nên tranh cãi căng thẳng. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Đinh Mùi trong tháng 3 âm lịch. Khẩu quyết, chăm chỉ làm việc, ắt thu hoạch được thành quả xứng đáng. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng. Con số may mắn là số 21, số 48, số 74 và số 85. Trong tháng 3 âm lịch, để việc làm ăn, kinh doanh thêm phần thuận lợi, tuổi Đinh Mùi nên kết hợp với tuổi nào? Thứ nhất là tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm
và tập trung nhiều thời gian hơn, đó là nghệ thuật và tình cảm. Bên cạnh đó, Đinh Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được. Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Thứ hai là tuổi Tý. Tý và Mùi không phải là cặp đẹp đôi, nhưng nếu nỗ lực và cố gắng hiểu nhau, mối quan hệ của họ cũng sẽ tốt đẹp. Vấn đề giữa hai hành tinh này là nhu cầu và sở thích khác nhau. Chuột có nhiều bạn bè và rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, còn Dê lại có tâm hồn nghệ sĩ. Trong khi Chuột thấy thích thú với những điệu nhảy hoặc các bữa tiệc bạn bè, thì tuổi Dê lại yêu những gì thuộc về nội tâm, tự thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý. Chuột sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Chuột thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Dê không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi Chuột, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. Thưa quý vị, về việc sống đẹp, mỗi người đều có một quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Cuộc đời này vốn rất ngắn, chúng ta có cơ hội được gặp nhau, sống và làm việc cùng nhau, đó là duyên phận. Vậy nên, chúng ta cùng yêu thương, chia sẻ với người bên cạnh mình, sống thật tốt và trọn vẹn với nhau, để sau này chúng ta không phải hối hận vì tháng năm bên nhau. Con người đâu phải bất tử cùng thời gian, tại sao không yêu thương nhau mà sống, sao cứ phải ganh ghét, thù hằn làm gì cho mệt. Mọi người đều sống đẹp, đều yêu thương nhau thật lòng thì cuộc sống thật hạnh phúc. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và cuộc sống của chúng ta giống như là dòng sông. Dòng chảy của cuộc đời luôn thay đổi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi trẻ để cháy hết mình. Không ai có thể trường tồn cùng với thời gian. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi lắm. Chúng ta được may mắn sinh ra trên cuộc đời này là một kỳ tích của cha mẹ, một món quà vô giá của tạo hóa. Vì vậy, hình thành cho bản thân lối sống đẹp và lành mạnh để không phải hối tiếc, đó chính là hành trang để cho ta bước vào cuộc đời. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị và các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.